Tại sao V-League, Văn Toàn thách thức câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sắp hết hợp đồng với tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Bầu Kinh sang Việt Nam. Vì sao Philip Nguyễn chưa thể cạnh tranh với Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam? Câu lạc bộ Cadiz làm điều đặc biệt với Hoàng Vĩnh Nguyên. Công Phượng, Văn Quyết bị ra rìa vì đâu? Tái xuất V-League, Văn Toàn thách thức câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau khoảng thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã hồi hương để khoác áo câu lạc bộ Nam Định chinh chiến tại V-League mùa giải tới. Tuy nhiên, đội bóng Thành Nam đã có màn khởi động chưa tốt khi để thua Bình Dương 0-2 trong một trận đấu giao hữu. Dù vậy, Văn Toàn không đặt nặng kết quả và vẫn đặt niềm tin vào mục tiêu thách thức ngôi vương V-League của Nam Định. Chia sẻ lịch trang thể thao 247 dẫn lời sau trận thua của Nam Định, Văn Toàn cho biết: vì thời tiết xấu nên toàn đội chưa có nhiều thời gian tập luyện với nhau. Đây cũng là trận đấu giao hữu đầu tiên của cả đội nên tôi cảm thấy khá thoải mái và không đặt nặng quá nhiều về tỷ số. Quan trọng là mọi người được thi đấu, việc đảm bảo phong độ thi đấu đầu mùa giải sẽ tốt hơn. Chơi bóng ở Hàn Quốc giúp tôi trưởng thành về suy nghĩ, bên cạnh đó là lối chơi của tôi cũng nhanh và đơn giản hơn nhiều so với những năm tháng còn thi đấu tại Việt Nam trước đó. Chính vì vậy tôi càng cảm thấy tự tin sẽ đạt phong độ cao khi trở về V-League. Đồng thời tôi sẽ vận dụng những kinh nghiệm học hỏi từ Hàn Quốc để giúp Nam Định hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu năm nay. Với sự đầu tư của Nam Định hiện tại, đương nhiên mục tiêu sẽ là hướng tới chức vô địch. Thế nhưng các đối thủ hiện tại của Nam Định đều nặng ký và có phong độ cao tại mùa giải trước như là Công an Hà Nội hay Viettel. Vì vậy toàn đội sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu đề ra. Sắp hết hợp đồng với đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Poking sang Việt Nam. Nhiều nguồn tin cho biết huấn luyện viên Alexander Poking đang có mặt tại Việt Nam giữa tin đồn ông có thể chia tay đội tuyển Thái Lan. Những ngày qua, thông tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang cân nhắc khả năng bổ nhiệm Kiatisak thay thế cho ông Alexander Poking trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này đã khiến cộng đồng người hâm mộ khu vực nổi sóng. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ngày hôm nay, tờ thể thao 247 cho biết huấn luyện viên Alexander Poking đang có mặt tại Việt Nam để thực hiện việc đàm phán cùng một câu lạc bộ tại V-League. Được biết, hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Đức gốc Brazil sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024. Mới đây, đích thân chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Som Jot cũng úp mở khả năng không gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 47 tuổi. Trước đó, tờ Siam Sport Thái Lan tiết lộ Liên đoàn bóng đá nước này cân nhắc khả năng mời huấn luyện viên Kiatisak về dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và cũng theo trang báo này thì vị huấn luyện viên này đang làm nhiệm vụ ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng sẵn sàng trở về nước nếu bà Malampang lên ngồi ghế nóng tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Bất chấp việc giúp Thái Lan đòi lại ngôi vương tại AFF Cup 2022, huấn luyện viên Alexander Poking luôn bị đặt dấu hỏi về mặt năng lực. Ở King's Cup vừa qua, Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vương khi thua Iraq ở loạt sút luân lưu. Trước đó đội bóng này cũng có những kết quả không thực sự thuyết phục ở các trận đấu giao hữu quốc tế với Hồng Kông Trung Quốc, Đài Loan, UAE và Syria. Vì sao Philip Nguyễn chưa thể cạnh tranh với Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam? Thủ thành Philip Nguyễn vẫn chưa thể có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Day vào tháng 10. Được xem là một trong những ngôi sao Việt kiều xuất sắc nhất hiện tại, Philip Nguyễn đã từng trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu khi trở về giải đất hình chữ S. Anh vẫn duy trì phong độ tốt góp phần giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội chinh phục ngôi vương V-League mùa giải vừa rồi. Thủ thành mang dòng máu Cộng hòa Séc được nhận định có thể trở thành người gác đền số 1 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở đợt triệu tập vừa qua, huấn luyện viên Philip Chuzier đã không gọi tên Philip Nguyễn. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Văn Lâm và bổ sung thêm hai thủ môn dự phòng, bao gồm Nguyễn Đình Triệu của câu lạc bộ Hải Phòng và Nguyễn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An. Tiết lộ trên trang bóng đá Plus cho biết, hiện tại Philip Nguyễn vẫn chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch nên anh không đáp ứng đủ quy định để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Day vào tháng 10. Được biết, trong tháng 10 này, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzier sẽ chạm trán ba đối thủ mạnh ở khu vực châu Á, bao gồm đội tuyển Trung Quốc ngày 10 tháng 10, tuyển Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và đội tuyển Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Câu lạc bộ Cadiz làm điều đặc biệt với Hoàng Vĩnh Nguyên. Câu lạc bộ Cadiz đã bố trí riêng một huấn luyện viên theo sát việc tập luyện của cựu sao Hoàng Gia Lai, Hoàng Vĩnh Nguyên. Có mặt tại Tây Ban Nha, Hoàng Vĩnh Nguyên đã có một tuần tập luyện cùng đội B của câu lạc bộ Cadiz, đội bóng chơi tại La Liga. Cựu sao của Hoàng Gia Lai cho thấy khả năng hòa nhập tốt, có thể tham gia tập luyện cùng U18 Cadiz và để lại dấu ấn khi ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu trên sân Thủy Đỏ. Theo nguồn tin uy tín, câu lạc bộ Cadiz đã bố trí một huấn luyện viên riêng để theo sát và hỗ trợ Vĩnh Nguyên. Ông Pablo Sanchez được lựa chọn với vai trò như một người trung gian giữa đội bóng Tây Ban Nha và cầu thủ Việt Nam. Thông báo từ đội bóng này được gửi về Việt Nam có ghi: việc bố trí một huấn luyện viên riêng sẽ giúp ích rất nhiều cho Hoàng Vĩnh Nguyên. Đó là kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị để đào tạo, phát triển từng chi tiết trong bộ kỹ năng cho cầu thủ này. Đây là điều hiếm khi xảy ra với các cầu thủ của đội bóng. Vĩnh Nguyên hãy biết rằng anh ấy nằm trong số ít người quan tâm đặc biệt tại đây. Ông Pablo Sanchez sẽ theo dõi kỹ càng việc tập luyện của Hoàng Vĩnh Nguyên, thông qua hình ảnh thực tế và các số liệu về việc tập luyện của cựu sao Hoàng Gia Lai để đưa ra đánh giá, phản hồi và lời khuyên để đưa Vĩnh Nguyên có thể tiến bộ nhanh hơn. Ngoài chuyên gia nước ngoài được bố trí, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng có sự hỗ trợ từ các câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
trợ lý huấn luyện viên Bùi Văn Nam được sắp xếp sang Tây Ban Nha cùng tiền vệ sinh năm 2002, giúp cầu thủ có được sự thích nghi nhanh nhất khi bên cạnh là người đồng hành. Theo kế hoạch, Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ lên đội B của Cardiff để tập luyện trong những ngày tiếp theo. Tại đây, cầu thủ này được yêu cầu về tốc độ và thể lực ở mức cao hơn. Vĩnh Nguyên được lựa chọn vào lớp băng khiếu khóa 4 của Hoàng Gia Lai tại GMG. Sau đó, được huấn luyện viên Graschen đề xuất với Bầu Đức cho lên lớp học viện. Vĩnh Nguyên từng có thời gian tỏa sáng trong màu áo U21 Nutifood và được gắn biệt danh là Tiểu Xuân Trường của bóng đá Việt Nam. Trước khi sang Tây Ban Nha, anh khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung năm 2023 dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Công Phượng, Văn Quyết bị ra rìa vì đâu? Huấn luyện viên Philippe Chuzier gây tranh cãi với danh sách đội tuyển Việt Nam khi loại nhiều ngôi sao, trong đó có Văn Quyết và Công Phượng. 1. Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế vào tháng 10 này đã khiến nhiều người phải băn khoăn với quyết định từ huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hàng loạt cựu binh đồng thời là trụ cột đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Bang Sò như Văn Thanh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng bất ngờ không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Pháp. Đáng chú ý nhất, khi danh sách 33 cầu thủ tham dự những trận đấu giao hữu dịp FIFA đây tới, huấn luyện viên Philippe Chuzier bỏ qua cả Công Phượng lẫn Văn Quyết, càng khiến ông bị đặt dấu hỏi lớn. 2. Nếu những Văn Thanh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh không có tên ngay từ đợt tập trung hồi tháng 9, nay tiếp tục vắng mặt là điều dễ hiểu, thì việc Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết bị cho ra rìa rõ ràng khá bất ngờ. Điển hình như Công Phượng, chân sút đang chơi bóng ở Nhật Bản tưởng chừng như đã thuyết phục được huấn luyện viên Philippe Chuzier sau khi ghi bàn mở tỷ số ở chiến thắng trước Palestine, thì nay vắng mặt khiến fan hâm mộ của tiền đạo người xứ Nghệ hơi bị sốc. Trường hợp của Văn Quyết lại khác, đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội chưa ra sân ở chiến thắng trước Palestine, nhưng phong độ không tệ nếu nhìn vào những trận đấu gần đây tại AFC Champions League mà đội nhà tham dự. Cùng với số bàn thắng, năng lực chuyên môn cho thấy tại V-League nhiều mùa giải gần đây, việc không có tên là khá khó hiểu. 3. Đương nhiên, khi lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng với các cộng sự đều có những tính toán kỹ nhằm giúp cho đội nhà hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nói rõ hơn, có thể cả Công Phượng, Văn Quyết đều không phù hợp với lối chơi dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hoặc ngược lại, năng lực chưa đủ đảm bảo vị trí ở đội tuyển Việt Nam để lần hội quân tới trao cơ hội cho người khác. Quyết định được cân nhắc, tính toán kỹ nên vào lúc này thì thủ môn Pháp không cần thiết phải giải thích hoặc nói rõ lý do, bởi dù thế nào cũng là người chịu trách nhiệm chính về mặt thành tích, chuyên môn đối với đội tuyển Việt Nam. Việc cần làm hay chính xác nhất là tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thành công ra sao mới đáng để quan tâm. Đó cũng sẽ là câu hỏi cho các quyết định về nhân sự của huấn luyện viên Philippe Chuzier đúng hay sai. Công Phượng, Văn Quyết bị ra rìa vì đâu? Huấn luyện viên Philippe Chuzier gây tranh cãi với danh sách đội tuyển Việt Nam khi loại nhiều ngôi sao, trong đó có Văn Quyết và Công Phượng. 1. Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế vào tháng 10 này đã khiến nhiều người phải băn khoăn với quyết định từ huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hàng loạt cựu binh đồng thời là trụ cột đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Bang Sò như Văn Thanh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng bất ngờ không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Pháp. Đáng chú ý nhất, khi danh sách 33 cầu thủ tham dự những trận đấu giao hữu dịp FIFA đây tới, huấn luyện viên Philippe Chuzier bỏ qua cả Công Phượng lẫn Văn Quyết, càng khiến ông bị đặt dấu hỏi lớn. 2. Nếu như Văn Thanh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh không có tên ngay từ đợt tập trung hồi tháng 9, nay tiếp tục vắng mặt là điều dễ hiểu, thì việc Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết bị cho ra rìa rõ ràng khá bất ngờ. Điển hình như Công Phượng, chân sút đang chơi bóng ở Nhật Bản tưởng chừng như đã thuyết phục được huấn luyện viên Philippe Chuzier sau khi ghi bàn mở tỷ số ở chiến thắng trước Palestine, thì nay vắng mặt khiến fan hâm mộ của tiền đạo người xứ Nghệ hơi bị sốc. Trường hợp của Văn Quyết lại khác, đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội chưa ra sân ở chiến thắng trước Palestine, nhưng phong độ không tệ nếu nhìn vào những trận đấu gần đây tại AFC Champions League mà đội nhà tham dự. Cùng với số bàn thắng, năng lực chuyên môn cho thấy tại V-League nhiều mùa giải gần đây, việc không có tên là khá khó hiểu. 3. Đương nhiên, khi lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng với các cộng sự đều có những tính toán kỹ nhằm giúp cho đội nhà hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nói rõ hơn, có thể cả Công Phượng, Văn Quyết đều không phù hợp với lối chơi dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hoặc ngược lại, năng lực chưa đủ đảm bảo vị trí ở đội tuyển Việt Nam để lần hội quân tới trao cơ hội cho người khác. Quyết định được cân nhắc, tính toán kỹ nên vào lúc này thì trưởng người Pháp không cần thiết phải giải thích hoặc nói rõ lý do, bởi dù thế nào cũng là người chịu trách nhiệm chính về mặt thành tích, chuyên môn đối với đội tuyển Việt Nam. Việc cần làm hay chính xác nhất là tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thành công ra sao mới đáng để quan tâm. Đó cũng sẽ là câu hỏi cho các quyết định về nhân sự của huấn luyện viên Philippe Chuzier đúng hay sai.